Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Xem bói ngày sinh âm lịch, vận mệnh cuộc đời qua đầy đủ 30 ngày sinh. Thông qua việc xem bói ngày sinh âm lịch, ta có thể dự đoán được sơ lược tính cách và vận mệnh của một người. Hãy cùng Lịch Nghề Tốt xem cuộc đời của bạn sẽ như thế nào nhé. Các bạn đang theo dõi video trên kênh Lịch Nghề Tốt, hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé. Người sinh ngày mùng 1. Người sinh vào ngày mùng 1 âm lịch là người có số hưởng phúc lộc, tài tình chiếu mệnh, dễ gặp quý nhân khiến sự nghiệp phát đạt, có nhiều cơ hội để khẳng định giá trị bản thân. Thời còn trẻ, bản mệnh vận thế bình thường, đến tuổi trung niên thì đổi vận, tài lộc hành thông, vinh hòa phú quý, đến khi về già sẽ được hưởng phúc. Sinh ngày mùng 2 âm lịch. Xem bói ngày sinh âm lịch, bản mệnh sinh vào ngày mùng 2 có tính cách hiền hòa, lương thiện, có sức khỏe tốt, tuy nhiên không dựa dẫm được vào anh em trong nhà, dễ phải đi xa lập nghiệp. Thời trẻ có thể người này phải chịu đựng nhiều vất vả, đến tuổi trung niên thì có cơ hội đổi đời, người làm ăn dễ phát tài, khiến cho người khác ngưỡng mộ. Đàn ông là người độc đáo, phụ nữ là người thông minh. Sinh ngày mùng 3. Người sinh vào ngày mùng 3 âm lịch sẽ có cuộc sống vợ chồng hòa thuận nhưng không hợp với con cái. Bản mệnh là người có tài, có đức, tuổi trẻ ham học hỏi, không ngừng cố gắng. Đến năm 30 tuổi bắt đầu được đón tin vui, được đề bạt khiến cho sự nghiệp phát triển nhanh chóng. Đến 40 tuổi là thời kỳ hoàng kim, về già được hưởng hình hòa phú quý. Sinh ngày mùng 4 âm lịch, người này có tài năng xuất chúng, dễ được người khác ngưỡng mộ. Nếu ở nhà thì dễ xin chuyện thị phi, đi làm xa lại được quý nhân nâng đỡ. Bản mệnh tuổi trẻ vất vả, đến trung niên thì làm ăn tốt, gia đình viên mãn, vợ chồng hòa thuận, cả đời không gặp nhiều chuyện phiền lo. Sinh ngày mùng 5 âm lịch, bản mệnh là người có số phát đạt, tính cách hòa đồng nên có mối quan hệ rộng, được nhiều người quý mến, được quý nhân đề bạt nên dễ đạt được thành công vượt ngoài mong đợi. Tuy nhiên, người này không dựa dẫm được vào gia đình, phải tay trắng tự làm nên sự nghiệp. Sinh vào ngày mùng 6. Xem bói ngày sinh âm lịch, người sinh vào ngày mùng 6 là người thật thà, trung hậu, luôn có trách nhiệm với gia đình và người khác. Bản mệnh chăm chỉ chịu khó, dù không đạt được chức cao vọng trọng, song cũng có thể tích lũy được tài sản dư giả, đủ ăn đủ tiêu. Người này vận số bình bình, song vẫn được hưởng phúc lộc. Sinh ngày mùng 7 âm lịch, người này tính cách hay thay đổi nhưng cũng giỏi ứng biến, dễ làm vừa lòng người khác, có cách đối nhân xử thế phù hợp. Khi còn trẻ số khá vất vả, sự nghiệp chìm nổi bất định, cũng phải trải qua nhiều sóng gió mới rèn luyện được bản thân. Từ khoảng 50 tuổi, bản mệnh có cơ hội cải mệnh, mọi việc thuận lợi như ý muốn, đặc biệt là nữ mệnh sức khỏe tốt, được hưởng phú quý dài lâu. Sinh ngày mùng 8, tính cách thông minh lanh lợi, học 1 biết 10, cuộc sống đa phần là bình an, ít gặp sóng gió, dễ thành công ở tuổi trung niên. Tuy nhiên, người này cũng không dựa dẫm được vào gia đình, đi xa lập nghiệp thường đạt được thành công, xuất ngại, dễ gặp được quý nhân, là người có mệnh phú quý. Sinh ngày mùng 9 âm lịch, bản mệnh có sức khỏe tốt, tính tình lạc quan, vui vẻ nên có mối quan hệ xã hội rộng rãi, được nhiều người yêu mến kính phục. Trong sự nghiệp, người này thường nhận được sự ủng hộ, khích lệ của nhiều người nên dễ đạt được thành công. Với bản tính cần cù, chịu khó, chăm làm việc thiện, người này có cuộc sống bình yên, từ 40 tuổi thì vận thế ổn định, dần dần thăng quan tiến chức, giành lợi song toàn. Sinh ngày mùng 10 âm lịch, người sinh vào ngày mùng 10 thông minh nhạy bén, đối xử với người khác một cách chân thành, dễ được nhiều người yêu mến, song không dựa dẫm được vào gia đình. Người này thường phải đi làm ăn xa, song vì chí hướng ở bốn phương nên dù tuổi trẻ vất vả cũng không chán nản buông xuôi. Đến tuổi trung niên thì tiền bạc đại phát, sự nghiệp hành thông, được nhiều người ngưỡng mộ. Mùng 10 là ngày sinh phú quý theo bát tự. Sinh vào ngày 11 âm lịch, người này thông minh tài giỏi, có ý chí kiên định, làm việc quyết đoán nhưng nhiều khi thành ra nóng nảy. Đến tuổi trung niên, tuy có cơ hội phát tài nhưng nếu hành xử không cẩn thận thì dễ sôi hỏng bỏng không. Nếu muốn đạt được phúc lộc, bản mệnh cần phải rèn luyện, thay đổi bản tính hấp tấp của mình.
Sinh ngày 12 âm lịch, người này có cách đối nhân xử thế ôn hòa nên thường được lòng người khác. Trong sự nghiệp, bản mệnh cần cù chăm chỉ, chịu thương chịu khó, biết cách chi tiêu hợp lý nên dù làm chức vụ gì cũng sẽ có cuộc sống đủ đầy. Thời tuổi trẻ có thể người sinh vào ngày này phải chịu ít nhiều vất vả, xong đến tuổi trung niên thì đại cát đại lợi, có danh có lợi, gia đình hạnh phúc. Sinh ngày 13 âm lịch. Người sinh vào ngày 13 âm lịch là người có số giàu có, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, tính cách đường hoàng thẳng thắn nên thường được người khác ngưỡng mộ. Quý nhân đề bạt khiến cho sự nghiệp phát triển nhanh chóng. Cuộc đời người này thuận lợi hành thông, ít khi gặp phải khó khăn trắc trở, đa phần đạt được thành công, gia đình hạnh phúc, người này có mệnh phú quý. Người sinh ngày 14 âm lịch. Bản mệnh thường được sinh ra trong những gia đình có điều kiện, tuổi trẻ cuộc sống yên bình, không phải chịu gian nan vất vả. Nam mệnh là người tài hoa, nữ mệnh là người thông minh, lại thêm tính trầm tĩnh, chín chắn nên thường được quý nhân trợ giúp. Nếu bản mệnh không ngừng cố gắng đi theo con đường đã vạch trước thì sớm muộn gì cũng sẽ đạt được thành công khiến cho mọi người ngưỡng mộ. Sinh vào ngày 15 âm lịch. Xem bói ngày 15 âm lịch thấy rằng người sinh vào ngày 15 tính tình hiếu thắng, thường xuyên tranh chấp nên dễ gặp phải nhiều chuyện rắc rối trong sự nghiệp. Đến khoảng năm 50 tuổi thì mới gặp được nhiều điều thuận lợi hơn. Nam mệnh dễ phải đi xa lập nghiệp thì mới đạt được thành công. Nữ mệnh thì dễ khắc chồng con nên việc lựa chọn đối tượng lập gia đình cũng phải xem xét kỹ lưỡng. Sinh vào ngày 16 âm lịch. Bản mệnh là người thông minh nhanh nhẹn, thường có năng khiếu nghệ thuật. Nếu đi theo con đường này thì ắt đạt được thành công hơn người. Tính cách chăm chỉ, chịu khó giúp cho bản mệnh không ngừng hoàn thiện bản thân. Đến tuổi trung niên là thời điểm chín muồi để gặt hái thành quả. Tuy nhiên, người này dễ gặp phải nhiều trắc trở trong cuộc sống, khiến cho cảm xúc buồn bã, tiêu cực. Sinh vào ngày 17 âm lịch. Người này bình thường không có tài năng xuất chúng nhưng bù lại tính cách mạnh mẽ, kiên cường, không sợ đối diện với khó khăn. Thời tuổi trẻ bản mệnh vấp phải nhiều trở ngại, song không biết đầu hàng, đến tuổi trung niên sẽ gặt hái được những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Bản mệnh không có duyên với gia đình, anh em trong nhà bạc bẽo, không dựa dẫm được vào ai. Sinh vào ngày 18 âm lịch, là người thông minh nhưng thiên về khôn lỏi. Tính cách nóng nảy cứng cỏi, không giỏi đối nhân xử thế nên dễ bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp, khiến sự nghiệp vướng phải nhiều khó khăn. Người này phải tay trắng làm nên sự nghiệp, đến tuổi trung niên vận số bình thường, không được giàu có nhưng cũng không nhiều trắc trở. Sinh ngày 19 âm lịch. Xem bói ngày sinh phú quý, tương lai của người sinh ngày 19 âm lịch giành lợi song toàn, dễ đạt được thành công. Người này vốn có tài nhưng háo sắc, ham hưởng thụ, dễ vì sở thích của bản thân mà khiến sự nghiệp gặp rắc rối, sức khỏe bị ảnh hưởng. Nếu không biết giữ mình thì sự nghiệp lớn đến mấy cũng sẽ tiêu tan, còn nếu biết giữ mình thì vẫn có số được hưởng vinh hoa phú quý. Sinh ngày 20 âm lịch. Người sinh vào ngày này thường có số vất vả khi còn trẻ, phải vượt qua nhiều sóng gió, nhiều chuyện phiền não thì mới có thể đạt được thành công. Đặc biệt, nam mệnh phải đi xa lập nghiệp, không dựa dẫm được vào bề trên, song đến tuổi trung niên thì dễ gặp được quý nhân, phát tài nhanh chóng. Sinh vào ngày 21 âm lịch. Người sinh vào ngày này vốn tốt số, dễ nhận được sự giúp đỡ của gia đình cũng như của người ngoài. Bản mệnh vốn có tài đầu tư, kinh doanh nên dễ làm ăn phát đạt. Hơn nữa, người này cũng có tính cách can đảm, dám nghĩ, dám làm, không chịu khuất phục người khác nên dễ làm nên nghiệp lớn. Tuổi trung niên, bản mệnh bình yên, không gặp chuyện phiền lo. Sinh ngày 22 âm lịch. Bản mệnh là người thông minh, sống có tình có nghĩa nên được nhiều người yêu mến. Số khổ trước sướng sau nên tuổi trẻ có thể sẽ phải trải qua nhiều trắc trở. Nếu cố gắng vươn lên, không chịu đầu hàng nghịch cảnh thì về sau ắt được hưởng thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Đến tuổi trung niên, người này dễ được hưởng vinh hoa phú quý. Sinh ngày 23 âm lịch. Là người hay thay đổi, suy nghĩ không kiên định khiến cho sự nghiệp cũng long đong, dễ xảy ra tranh chấp trong sự nghiệp. Nếu biết thay đổi khuyết điểm này thì vẫn là người có số làm ăn khá. Đến tuổi trung niên, hưởng phúc lộc, bình an. Sinh ngày 24 âm lịch,
bản mệnh là người thông minh, lành lợi, làm việc có trách nhiệm, có đầu có đũa nên thường được nhận sự tin tưởng của lãnh đạo. Hơn nữa, nhờ tính cách ôn hòa, dễ gần nên nhiều bạn bè được nhiều người giúp đỡ. Người này có sự nghiệp phát triển nhưng dễ khắc vợ, khắc chồng, gia đình khó có được hạnh phúc. Sinh vào ngày 25 âm lịch, là người có chí khí, có tài năng, thích hợp làm các công việc đầu tư, kinh doanh. Trong gia đình, bản mệnh là người đáng tin cậy, có thể làm trụ cột gia đình. Tuy nhiên, về tính cách bao đồng nên dễ nảy sinh chuyện thị phi, dễ có người đối địch. Đến tuổi trung niên, dễ nhận được sự ủng hộ của người nhà, khiến cho sự nghiệp thành công phát đạt. Người sinh vào ngày 26 âm lịch. Người sinh vào ngày này có tấm lòng từ bi, nhân hậu, dễ nhận được sự yêu mến, kính trọng của người ngoài. Người này có sự nghiệp hành thông, được người đi trước đề bạt, có thể tuổi trẻ sẽ vất vả, nhưng về già ắt được hưởng sung sướng. Bản mệnh là việc không thẹn với lòng nên suy nghĩ lạc quan, tích cực, có thể sống trường thọ. Sinh vào ngày 27 âm lịch, bản mệnh thông minh khôn khéo, làm ăn tốt nhưng khó tụ tài, kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Cuộc đời có nhiều biến động vô thường, thường hay thay đổi chỗ ở, nếu xuất ngoại thì dễ đạt được thành công. Người này không ngừng cố gắng phấn đấu nên tiền đồ tươi sáng, sức khỏe tốt, dễ thành công. Người sinh ngày 28 âm lịch. Xem bói tử vi, người sinh vào ngày 28 âm lịch có sức khỏe không tốt, khi còn nhỏ dễ mắc nhiều bệnh tật, đến khi thành niên thường phải vất vả làm việc. May mắn là bản mệnh có ý chí độc lập, kiên cường, luôn nghiêm túc trong công việc nên thường nhận được sự đánh giá cao. Đến tuổi trung niên có cơ hội đổi vận, tiền bạc có tích lũy, nhân duyên tốt. Người này nếu kết hôn sớm thì gia đình lục đục, kết hôn muộn thì gặp nhiều may mắn hơn. Sinh vào ngày 29 âm lịch, bản mệnh là người thật thà, trung hậu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu. Người này trọng tình, trọng nghĩa, luôn đối xử tốt với mọi người, mối quan hệ xã giao rộng rãi, dễ có của ăn của để. Tuổi trẻ thuận lợi, phát triển nhanh chóng, nhờ trung niên nhận trở đi thì nhận được nhiều tin mừng, hưởng phúc, hưởng lộc. Người sinh vào ngày 30 âm lịch, có tính cách cương quyết, mạnh mẽ nhưng nhiều khi thành ra độc đoán, không để tâm tới cảm xúc của người khác nên nhiều khi dễ gây ra thù chuốc oán với mọi người. Người này dễ phải chịu công kích từ bạn bè, đồng nghiệp, xã giao không hài hòa. Tuổi trẻ không gặp may, nhiều khi vất vả, khó được hưởng niềm vui. Đến tuổi trung niên, tính cách điềm đạm hơn thì vận thế cũng có xu hướng thuận lợi hơn nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.